Hey, xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh HNT Channel. Và hôm nay chúng ta sẽ đến với một cái sự kiện mới nha các bạn. Hiện tại thì cái sự kiện này mới diễn ra được trong vòng khoảng vài tiếng đồng hồ. Rồi, và cái em này đó thì cái con này là mình nhớ đó là ở sự kiện trước sự kiện nào đó nó cho rồi, bây giờ là nó cho trở lại thôi. Mình nhớ là mình có được cái bé này rồi nè. Wow. Rồi, để lấy được em này thì chúng ta còn phải có những cái điểm coi màu xanh. Và anh em phải di chuyển để đưa nó về nhà. Wow, để mình xem ở đây có cái con rồng nào mới không. Wow, sự kiện này có được một em mới, hai em các bạn, ba con luôn. Được ba con mới. Ồ, còn con này sao nhìn lạ lẫm quá. Hình như là con này mình chưa có luôn nè. Toàn là mấy bạn đẹp không. Để giải cứu được những cái bé đó thì chúng ta phải đi từ dưới lên trên. Phải cứu được cái con R này trước. Và sẽ lấy được những cái chiếc chìa khóa đây. Như đây là các bạn sẽ lấy được cái chiếc chìa khóa màu này là màu lá mạ. Nó giống cái màu xanh lá cây nhưng mà nó là nhạt hơn một xíu. Wow, em đã có VR new nữa nè. Con này vẫn là hàng mới luôn. Rồi, chúng ta sẽ giải cứu thêm em này nữa. Con này thì mình có rồi, nếu như các bạn thích thì có thể mình review cho mọi người xem. Còn cái con này là cái con mới nè. Chúng ta sẽ lấy ra và ấp trứng đó, cho nó nở ra. Wow, bị thiếu điểm rồi. 45. Rồi, bây giờ thì chúng ta muốn kiếm điểm để chơi đó thì anh em mình cần phải đây, đi thu hoạch vàng và thức ăn. Thức ăn và vàng để kiếm thêm những cái điểm coi màu xanh. Và ở đây thì các bạn có thể xem quảng cáo để có thể nhận được cái gì đây, để mình xem coi. Ở đây đó thì wow, Mitty luôn nè. Một em đẳng cấp là Mitty, một em Legend Daisy 4 hệ. Và chỉ có nhiêu đây thôi, mấy em còn lại là cấp E các bạn. Và ở trong những chiếc rương này nó có gì nhỉ? Ở rương này có thức ăn. Sao? Đó là các bạn khi mà xem quảng cáo thì các bạn sẽ nhận được những cái món quà đó nha. Còn bây giờ thì hôm nay mình sẽ review nhẹ cho các bạn xem về một cái thành viên, đó là thanh kiếm Titan. Một nhân vật rất là đẹp luôn. Có một cái thanh kiếm nhìn giống như là nhâm thạch vậy. Hết thức ăn rồi. Nói chung là bây giờ hiện tại thức ăn mình không còn nhiều nữa, cho nên đó là không cho bé này ăn được. Mình sẽ mang thêm một cái em nào đó đi theo cho vui. Và em này sẽ là Thỏ Ngọc ha. Wow. Chúng ta đặt tên nó là Trẻ Trâu vì thấy nó còn trẻ mà máu nó khá là nhiều, cho nên mình kêu nó là Trẻ Trâu. Bunny. Các bạn Bunny này thì được một ngôi sao vàng lấp lánh rồi nè. Cậu này chắc người nước ngoài quá. Để xem một pha khều nhẹ đến từ bé Thỏ Ngọc xem. 9.400. Còn tem bạn khều mình một cái là 29.800 luôn. Lượng sát thương khá là cao. Em này thì chắc là mang tính chất biểu diễn thôi, chứ sức mạnh thì chắc không có ghê gớm lắm rồi. 7.900. Wow, một pha phóng điện đến từ anh bạn Kỳ Lân, hay còn gọi là Bunny. Mình sẽ cho bé trâu này ra nó bảo vệ tem đi. Hiện tại đó thì chỉ có mình bé này là đủ sức mạnh thôi. Thành viên Rocker đến từ tem bạn. Hiện tại là bạn ấy đang được một ngôi sao vàng. Và một mình con trâu của mình phải cân được hai bé luôn. Thành viên Store và chắc có lẽ là mình không chịu đựng nổi rồi. Oh my god, vẫn không chịu nổi các bạn à. Lượng sát thương đến từ thành viên Store này khá là cao và bạn này cũng khá là trâu. Lại tốn tiền. Mỗi lần bị quýnh hết đó là chúng ta lại tốn tiền để hồi sinh trở lại. 92. Nhưng mà còn hơn nữa là nó cho hồi sinh đấy. Trong một cái màn thì các bạn không thể hồi sinh quá nhiều lần. Rồi, thành viên John đi. Con này giống con cáo nè. Và bé Thỏ Ngọc của mình đang được tăng gấp đôi sức mạnh. Lượng sát thương dồn lên tới được 18.000. 43. Oh my god. Gỡ mình có hai cái ngụm của tỏi luôn rồi. Wow, con này thì nó khỏe phết luôn. Ở Ở đây thì hai em đều là heroic cả và level 40, ba con luôn. Ludo bé này nó khá là trâu đây. Ồ, một hit của mình được 53. Hơn là đội hình của team bạn không có được đam với mình. Nếu như mà được đam thì lượng sát thương sẽ dồn lên gấp đôi. Như vậy sẽ rất là khó chịu luôn. Victory. Sau một hồi mình ghẹo được ở đây 2 hiệp, 3 hiệp. Rồi, ở trong đó thì chỉ ghẹo được tối đa 2-3 hiệp thôi. Và chúng ta sẽ phải ra ngoài để dạo phố. À, vẫn vào đánh được. Rồi, chúng ta qua được cái màn mới đây. Một thành viên level 92. Wow, được 5 ngôi sao vàng lấp lánh. Và cái con này các bạn có thể like ra được nha. Ở trong shop nó bán con này rất là nhiều. Đó, lần này thì mang hoàng tử băng ra thì chắc có lẽ là đội hình của mình cứng cáp hơn. Nhưng mà vẫn không chịu đựng được sức mạnh đến từ anh bạn gọi là ông già này. Ông già râu dài. Wow, Superman, người ta Superman nó đại Superman các bạn à. Rồi mình khều, nếu như mà con này chắc 1 hit là mình qua được. Rồi để ghẹo nó cho vui. Xem cái nhân vật này của chúng ta có đủ sức để nó không được đam luôn. Phải chi thánh kiếm Titan này của mình mà được đam thì chắc có lẽ là sẽ thường sẽ tăng được gấp đôi luôn á. Rồi, một mình chơi với 2 bạn tiếp. Wow, hệ hên quá, nó vẫn cho hồi sinh. Vậy cái kiểu gì mà để cho nó quýnh mình, nãy giờ 2 lần chết luôn. Victory. Và để ở đây mình xem thử nào. Wow, có một anh bạn level 100 luôn, trong khi mình mới có level 80 mấy. Danny. 1, 2, 3. Rồi, lượng sát thương đến từ hoàng tử băng đang được tăng gấp đôi. Và chúng ta thử chờ xem nào. Ây chà, 26 thì để mình khều một cái chắc nó gần. Đúng luôn, gần tắt hở. Rồi, 602 đúng không? Đây, thánh kiếm Titan của mình sẽ đến với 7.200. Giờ đủ. Ôi, cái này là dư điểm nhiều luôn ấy. Fernando hay còn gọi là Aladdin và cây đèn thần. Một nhân vật trong truyện cổ tích mà không biết có thiệt hay không. 14.000. Và các bạn ơi, ai mà chưa đăng ký kênh thì nhớ cho mình một đăng ký nha. Và đừng quên mở thông báo hình cái chuông lên để khi mà mình ra video thì các bạn sẽ nhận được thông báo và vào chơi với mình cho vui. Và lịch ra video về cái tựa game Dragon City thì 11 giờ trưa và 5 giờ chiều nha. Anh em chỉ cần lên YouTube gõ chữ HNT Channel là sẽ xem được những cái tập mới. Wow, Aton. Rồi, chúng ta sẽ đến với thành viên này. Và hiện tại đang có một cái em Dragon mới được bán với giá đó là 198.000. 198.000 một con. Wow, giá gọi là khá là gọi là không cao lắm. Nếu mà tính ra Titan nó bán 329.000, nhưng mà với con Legend mới thì nó bán 198 thì tính ra là nó cũng rẻ chứ không có mắc lắm. Đổi ngược lại thì sức mạnh chắc nó cũng bèo quá, theo mình nghĩ là vậy. Nhưng mà hàng mới thì để mà hàng mới nhưng mà nó cũng có mấy cái chiêu cũ thôi. 4 chiêu hình như là chiêu cũ ấy. Để mình hốt xong cái này mình sẽ ra ngoài đó mình review cho các bạn xem về một cái con Dragon mới nha. Jans. Và bạn này là cái gì đây? Rồi xong. Quên, con này còn sống. Phải lôi ra cho nó quýnh mới vui. Rồi, chúng ta sẽ bỏ qua. Và lần này thì ở đây để mình xem coi. Cái bé đang được bán với giá là 198.000 quá. Trên đảo like nó vẫn có thể like ra luôn nè. Đây. Wow. Like em này trong vòng 6 ngày các bạn có việc tích cực mà ngồi like. Like hoài thì trước sau gì nó cũng ra. Rồi. Con này chỉ cần con hệ đất và con hệ nước thôi. Lộn con rồi. Con hệ lá và con hệ băng. Rồi, Bower. Con này hệ điện ha. Để mình xem cái đây 198k và nó có 4 chiêu. Ở đây là chiêu điện này, chiêu đất và chiêu lửa. Rồi à, tính ra thì cũng không có gì gọi là ghê gớm hết. À, còn bé Titan này thì bị tụt giá rồi. Lúc trước 329 mà bây giờ nó còn có 248k một con, nhưng mà được tặng khá là nhiều đồ. 300 viên game cộng thêm với một cái rương may mắn. Và video cũng khá là dài rồi, mình xin gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người nha. Các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.